chục hai mươi đô mày mày thấy nghĩa ra tao bị khúc khúc cái đàn ta lui cái đàn tứ hả không bị khúc cái cánh tay này à đúng rồi nó bị bán đừng có gượng lại con kia qua đâu. Mà người ta hoài món đó dễ sợ. Tao nói khờ dễ sợ. Tao viên khờ cho nên cái mặt mới bị lỗ đó đó. Cái xe đi hồn và hư thì bỏ cái tay xuống luôn. Giữ yên cái máy đó. Đi theo. Con mới đi.
Kiến ơi, Kiến hiền vậy đó, cho gì đều ít cục bông nhỏ nhỏ nè. Kiến kỹ cho bé hiền chứ. Hôm qua Hiền về là chị biết, Hiền biết chị bé làm tới mấy giờ không? 10 giờ mấy đây. Những phút như là đúng rồi.